Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Tự do trên mạng Việt Nam đứng gần bét, dân chủ trong nước Hà Nội xếp hạng tồi. Vâng, thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất khác nhau tại Việt Nam và nước ngoài. Đó là việc Việt Nam liên tục bắt giữ những blogger, những người viết trên mạng xã hội và chia sẻ uh, tự do biểu đạt của họ ở nước ngoài. Thì như chúng tôi có thể đăng tin một cách hết sức thoải mái và điều đó là một cái chớ trêu khi Việt Nam luôn kêu gọi hội nhập và phát triển công nghiệp 4.0 nhưng với hình thức họ ngăn chặn những cái thông tin như vậy thì rõ ràng nhà cầm quyền tại Hà Nội đã đi ngược lại những gì mà họ vẫn thường diêu giao trước đây. Và tổ chức tự do trên mạng vừa công bố xếp hạng tự do trên mạng Internet của Việt Nam và điều rất đặc biệt đó là năm nay Việt Nam đứng gần hạng bét luôn. Và thông tin mà chúng tôi xin cập nhật để các bạn được biết và đây là hình ảnh của Tổ chức Tự do trên mạng đã đánh giá vào năm 2019. Báo cáo Freedom on the Net 2019, tức là Tự do trên mạng vào năm 2019, do Tổ chức Freedom House công bố vào ngày mùng 5 tháng 11, nhận được nhận định rằng tự do Internet trên khắp thế giới ngày càng bị đe dọa bởi những công cụ và thủ thuật của các chính phủ nhằm xuyên tạc chính trị, chấn áp hoặc theo dõi người dùng trên quy mô hết sức to lớn. Vì những xu hướng này tự do trên internet toàn cầu suy giảm năm thứ 9 liên tiếp trong năm 2019, báo cáo đã viết như vậy. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, đây là hình ảnh của những cái nước khác họ đang biểu tình. Vì về những cái thông tin như vậy thì thường được ít đăng tải ở Việt Nam. Và tình trạng nhà cầm quyền tại Hà Nội bắt bỏ tù những cây bút tự do và người dân thể hiện chính kiến rất ôn hòa trên mạng xã hội đã đưa nước này trở về cái nhóm tồi tệ nhất tương tự như Trung Quốc, Cuba hoặc Bắc Triều Tiên và các bạn cũng đã biết những cái đất nước như vậy thì không ai muốn đến và không ai muốn sống cả. Và điều đó đang dường như gần hơn đối với Việt Nam. Báo cáo Việt Nam xếp gần chót bảng về tự do internet năm 2019. Đây là hình ảnh của trang chính phủ Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường bắt bớ và bỏ tù những người bày tỏ quan điểm bất đồng chính kiến trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam việt nam là một trong số những nước bị chấm điểm thấp nhất về tự do trên internet giữa bối cảnh mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ ở quốc gia cộng sản này và nhà nước đang thắt chặt quản lý những nội dung bị cho là xấu độc theo một báo cáo vừa được công bố ngày hôm qua và hình ảnh các bạn thấy gần đây nhất trên trang của chính phủ việt nam trên trang facebook đã chia sẻ đó là những hình ảnh về thông tin số độc và những cái điều mà chính phủ Việt Nam cho rằng là không được hiện hữu ở Việt Nam nhưng với thế giới thì điều đấy hết sức bình thường khi công dân phản biện chính quyền và chính phủ. Và thậm chí mật vụ Việt Nam được cho rằng đã đột nhập cả những nước lân cận như Thái Lan để bắt cóc các tay viết những blogger đem về Việt Nam xử với tội danh khác nhằm tránh chỉ trích của quốc tế. Đây là điều Việt Nam đang làm và có lẽ trong thời gian tới họ tiếp tục sẽ làm. Và đây là hình ảnh của blogger Trương Duy Nhất cũng là một nhà báo chuyên bình luận và viết cho rất nhiều đài quốc tế và ông đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Thái Lan vào hồi đầu năm 2019. Và báo cáo xếp hạng Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do Internet với số điểm 24 trên 100, đứng gần cuối bảng và chỉ trên có Cuba, Syria, Iran và Trung Quốc. Vị trí của Việt Nam không thay đổi so với đánh giá của Freedom house vào năm 2019. Trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam xếp sau tất cả các nước được đánh giá kể trên, kể cả các nước láng giềng Đông Nam Á và chỉ có trên Trung Quốc mà thôi. Thì như vậy là rõ ràng với chỉ số này của Việt Nam thì còn thua cả Lào và Campuchia. Thì các bạn đã thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã kéo dân tộc Việt Nam đất nước Việt Nam trở nên ngày càng lạc hậu như thế nào khi họ ngăn chặn tự do biểu đạt internet vì chỉ có những cái tranh luận và như vậy thì mới có thể có những cái chính phủ tốt hơn và chống được tham nhũng nhưng điều này dường như chính phủ Việt Nam đang đi ngược lại cái tự do biểu đạt trên internet và nhiều sinh viên tại Việt Nam cũng vì thể hiện quan điểm của mình trên Facebook mà cũng bị nhà cầm quyền bắt giam tới 6 năm và đây là thông tin các bạn có thể thấy rằng đây là Freedom Now lưu ý rằng trong những năm qua Việt Nam đã tăng cường chấn áp quan điểm bất đồng chính kiến trên mạng và việc giam cầm anh Khánh cho thấy rõ sự suy thoái đáng lo ngại của chính quyền tự do Internet. Việc chính phủ tiếp tục giam giữ Khánh vi phạm những nhân quyền căn bản của Anh, uh, ấy bao gồm quyền tự do biểu đạt, chuyên viên chương trình Freedom News Carl Hobbes nói trong thông cáo. Freedom News kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích Khánh ngay lập tức và vô điều kiện. Chúng tôi tin tưởng rằng nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện sẽ đi đến cùng một kết luận. Và đây là điều Việt Nam đang thực hiện là giam giữ cả những sinh viên, giam giữ cả những người mà nói lên chính kiến của mình và với những hình phạt tới 6 năm thì đây là cái điều mà không thể tưởng tượng được ở một cái đất nước mà nhà nước mà luôn luôn nói là vì nhân dân phục vụ nhân dân nhưng mà họ đã làm việc một cách ngược lại. Thậm chí Đảng Cộng sản Việt Nam còn chỉ đạo bắt giam người dân tới 2 và giam giữ tới 20 năm tù vì chỉ trích nặng uh, tôi uh, sự tồi tệ của nạn ô nhiễm môi trường ở trong nước. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy đây là hình ảnh của bà Ali Phung của tổ chức tự do trên mạng đã đại đưa ra cái đánh giá cùng đưa ra đánh giá vừa qua. Freedom House nói những hạn chế khắc nghiệt đối với tự do internet vẫn tiếp tục ở Việt Nam trong khi không gian mạng cho quan điểm bất đồng chính kiến và hoạt động tranh đấu bị thu hẹp hơn nữa. Chúng tôi có 21 chỉ số cho tự do internet và Việt Nam nhận điểm kém nhất trong nhiều trong, trong những số chỉ số này. À, uh, một trong những tác giả của bản báo cáo nói trong năm qua, chúng tôi đã lo ngại về luật an ninh mạng mới trao cho nhà chức uh, chính quyền uh, những quyền hạn rộng khắp để sử dụng vì mục đích kiểm duyệt và giám sát. Bà nói những trường hợp kết án tù nhiều năm như án tù 20 năm của nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng vì đăng những nội dung lên mạng cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do biểu đạt. Và như vậy các bạn cũng thấy ở đối trong nước ở Việt Nam thì ngày càng uh, siết chặt những cái điều mà người dân được phép nói và không được phép nói và đấy là cái vi phạm nhân quyền một hết, hết sức nghiêm trọng. Và nhà cầm quyền tại Hà Nội cũng yêu cầu Facebook và YouTube xóa bỏ nhiều tài khoản mà họ cho rằng có thông tin xấu độc và bôi nhọ chính quyền. Và thông tin tiếp theo. Đây là bài báo miêu tả việc Facebook đã buộc phải gỡ bỏ hơn 200 tài khoản trên trang này. Việt Nam trước đây từng nói rằng luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua vào năm 2018 không hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân trên internet mà chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tổ chức sử dụng không gian mạng. Tuy nhiên, nhà chức trách đã gia tăng các vụ bắt bớ và bỏ tù trong những năm gần đây nhắm vào những người bày tỏ quan điểm bất đồng chính kiến trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết tính tới thời điểm này Facebook đã gỡ bỏ gần 250 tài khoản giả mạo và 251 đường dẫn tới những bài viết có nội dung chống phá đảng nhà nước vi phạm pháp luật Việt Nam trong khi đã yêu cầu công ty cốt lơ chặn hàng ngàn video cho là có nội dung xấu độc trên YouTube và đây là những cái bài báo trong nước đã miêu tả việc chính quyền Việt Nam đã bắt yêu cầu những cái công ty Facebook đã gỡ bỏ những cái tài khoản mà họ cho rằng là xấu độc và những nước được xếp hạng tự do Internet hàng đầu trên thế giới thì lại đều theo thể chế dân chủ. Và đây là thông tin tiếp theo. Báo cáo của Freedom House nói rằng cần có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ để bạn đảm bảo tự do Internet không bị biến thành con ngựa thành Troy cho nền bạo chính và áp lực. Trong số 65 nước được đánh giá về tự do Internet, 33 nước nhìn chung đang trên đà suy yếu kể từ tháng 6 năm 2018 so với 16 nước đạt được tiến bộ, theo báo cáo dẫn đầu các nước về tự do báo chí là Iran, uh, island uh, cộng uh, đạt 95 điểm trên 100 điểm, theo sau đó là Estonia, Canada và Đức, Úc và Nhật Bản và Úc là hai nước uh, và Úc là hai nước uh, Châu Âu ở Châu Á Thái Bình Dương duy nhất góp mặt trong nhóm những nước được đánh giá là tự có tự do internet và đây là hình ảnh của Việt Nam đưa ra thực hiện luật an ninh mạng từ đầu năm 2019 để kiểm soát người dùng và với những cái luật an ninh mạng này đưa ra thì rõ ràng là người dân ngày càng uh, bị bóp nghẹt cái tự do biểu đạt của mình và điều đó là không phục vụ nhân dân. Và với những động thái ngày càng đi ngược lại với xã hội văn minh của nhà cầm quyền tại Hà Nội, chúng ta thấy rất rõ rằng họ đã không hề phục vụ quyền lợi của đa số trên 90 triệu người dân Việt Nam ở trong nước với cái uh, mong muốn tìm hiểu thông tin, tranh luận một cách ôn hòa trên mạng xã hội để có thể uh, tối ưu hóa uh, những cái công việc của mình cũng như là tìm hiểu và có những điều mà thế giới và quốc tế đã công nhận về tự do về dân chủ nhưng ở Việt Nam điều đó vẫn chưa được thực hiện và đảng cộng sản lại thông qua Quốc hội bù nhìn ra luật an ninh mạng nhằm hạn chế quyền tự do biểu đạt tự do báo chí của người dân và điều này mặc dù điều này đã được ghi vào trong hiến pháp của nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam những phương thức áp đặt miễn cưỡng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và cộng sự của ông có lẽ chắc chắn sẽ thất bại vì người dân đã hiểu, dân trí đã rất cao và họ luôn mong muốn sớm có dân chủ và tự do trên quê hương Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau trung khoa thời báo de từ berlin cộng hòa liên bang đức